Hello anh em Hôm nay có hàng mình vừa về thêm mấy cái dòng ổ cắm điện của cô Nếp nha Cô Nếp này là những cái ổ cắm của Việt Nam chúng ta xài nha mấy anh em Công ty cổ phần thương mại công nghiệp nè Những cái dòng này là những dòng mà chịu tải cao nha Ví dụ như cái ổ cắm này đi Ổ cắm này thì nó có 3 mét thôi Chịu tải lên tới 2 ngàn rưỡi Cái dòng này thì ổ cắm dài cao cấp Rồi có lò xo bung đàn hồi Giá có 175 ngàn thôi nè à, giá rất là rẻ luôn trong video này thì mình sẽ vừa review mình sẽ khui ra cho anh em coi nhá bên trong nó như thế nào ổ cắm 175 ngàn này được cái gì nữa không nó có thêm cái CP nè à, nó có CP nữa anh anh em gạt lên gạt xuống ha à, mỗi lần xài chúng ta sẽ bật cái CP này nha à, nó là nè rồi cái CP này á thì nó được thiết lắp ở bên bên trong nè rồi ở đây là 2.500W mình sẽ cho anh em coi ha cái đầu này bên trong nó xịn lắm anh em đầu bên trong khá là xịn luôn à. cái giá mà chỉ có 175 000 thôi mấy anh em. Khá là rẻ. Nha, khá là rẻ đối với những cái ổ cắm như thế này, này. Và chút xíu mình sẽ giới thiệu anh em thêm mấy cái 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 CB ổ, ổ ổ siêu tải nữa. Siêu tải nó có 6.000W và 8.000W luôn mấy anh em. Thông thường thì mấy anh em xài mình thấy mấy anh em xài cái 3m là nhiều, 5m thực sự nó mất tiền thôi chứ anh em xài ít 3m là nhiều, vừa. Đây. À. Uy tín nè đây này, nha ở đây nó có ba cái ổ anh lưu ý nè một ổ hai ổ ba ổ ba cái ổ này là anh em chịu tải cao nè nó có đầu sứ nè nha đầu sứ nè mấy anh em và ở trên đây á, là những cái lá này đó, là nó dùng cái lá đồng luôn nha nè anh em nó dùng những cái lá luôn chứ nó không dùng cái cọng cái cọng này nha, ví dụ cái cọng này là ổ, ổ phích cắm ba ba cháu anh em nào mà cần tải cao á mình quất ba cái này hai ngàn năm trăm là nó sẽ có những cái uh, sứ luôn ha đó xứ chịu nhiệt luôn nè đây nè cái này nó chịu trên lõi sứ mấy anh em và những cái thép này nè cái, cái cái cái, miếng này nè ha bình thường những dòng kia thì anh em mở ra thì nó dùng bằng cái cái sợi dây còn những cái chỗ mà nó tải cao nè nó dùng cái những cái lá đồng rồi mấy anh em nha nó dùng cái lá đồng nên tải rất là cao còn riêng cái ổ này nó không dùng sứ thì nó dùng những cái cái sợi dây nè đó anh em thấy không đó một ổ như thế này mà giá chỉ có 175 trăm bảy thôi một trăm bảy mươi một trăm bảy ha đó mình khui cho anh em coi ha và nó có thêm cái cb ồ nó quá rẻ đâu trong khi cái phích kiện phích điện này em à, phích này phích chịu uh, tải nè rồi ngon lành á một trăm bảy mươi ngàn cho ổ này nha bốn ổ một hai ba và cái ổ nào thứ tư ổ tư này thì tải thấp ba ổ này là tải cao và ba cái ổ này thì coi nó có cái uh... đây mình không có tháo này ra được nè nó, nó, hàng luôn rồi à nó trong đây nè nó có ghi á là nó có lò sung lò xo so bung đàn hồi nha có lò xo so bung đàn hồi nghĩa là nó sẽ cắm vô cái là nở ra, bung đường hồi là nó ghép vô ha. Cái này thì nó mình không tháo được cái anh em phải tháo nguyên cái này ra luôn anh em coi được thôi. Nha, có CB. Rồi, ngon. Rồi, 175 000 cho ổ đó nha. Anh em gia đình chúng ta xài thì quốc cầu đó. Rồi, kế tiếp nữa mình giới thiệu anh em một cái ổ điện. Đây ổ này chịu 6 000 6.000W ổ này là chịu 8.000W rồi à, mấy anh em, siêu tải. À, ổ uh, 6.000W thì nó sẽ có là là ba ổ. Đây nó ba ổ ha thì nó cũng nó vậy luôn nó sẽ có là lỗi xứ à rồi cái 6.000 w này giá nhiêu tiền này có 70.000 nha anh cái này là bảy 70 hôm ừ. nay mình lên ít đồ nhưng mà mình sẽ review nó hơi lâu một xíu lý do là có khui ra cho anh em coi nha chứ mình thì không có tháo sẵn nè bóc đi lên là giới thiệu liền cho mấy anh em luôn ha thấy rồi tháo cái này thì mất đâu đó khoảng có đâu có mấy giây đâu anh em rồi ok nè ổ này là ổ siêu tải đây đó. thì cái ổ này thì nó sẽ có những cái cái phe nè cái phe này đến em cắm vô nó sẽ nở ra ha à, ok em vô đi cắm vô nè mấy anh đó nở ra nè nha nở ra nè rồi tháo ra nè đó gỡ ra thì hai cái phe này phải đồng nè nó sẽ gài lại à, đây nè đây nè cái phe nè nha phe này sẽ nở ra và nó gài cái phe lại ok ha rồi trong đây thì nó sẽ có một hai ba ba cái miếng sứ và những cái lá là lá đồng nó liền với nhau luôn chứ không dùng công kẽm nên anh em trả sử dụng cái tải cao được ha sáu w ok ha kể cả dòng này thì ba cháu nó cũng nó cũng dùng những cái sứ luôn anh em ha sứ luôn rồi phích cắm ba cháu sáu ngàn w giá có 70 000 ngàn thôi nha của cô nếp nữa nè hàng của việt nam ha uy tín nè đó. đó thì anh em tháo ra có cái này là tháo ra chúng ta gắn vô sợi dây nha anh em cắm với hai đầu dây bên đây ha, nó dùng những cái lá đồng cứng cáp cực kỳ à và những ổ điện bình thường đó, nó dùng cái dây nó mỏng lắm em đây là những ổ điện bình thường thì dùng cái dây nè đấy rồi kế tiếp nữa ổ 8.000 w có gì khác biệt không 8.000 w thì giá đây là có 90.000 thôi mấy anh mấy cái này thì những cái ổ cắm siêu tải rồi cái vỏ này là chống cháy nha mấy anh em à, siêu, siêu tải này 8.000 w nè giá 90.000 nha nó là 4 ổ 1 2 3 4 ổ cái kia là nó có 3 ổ thôi này là mạnh nhất luôn nha thứ 8.000 w để coi cái ruột rà bên trong nó như thế nào cái dòng này mình bán nhiều nha mấy anh kỳ này thì mới vừa về lại thôi mới vừa về thêm hôm trước nó hết rồi thì anh em nào ghé hết đó thì mình mình mua thêm à, mình xài những cái ổ này thì nó 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 không có bị bị quéo à, nó bị cháy nè à, ổ này dành cho mấy anh em xài công nghiệp xài những cái đồ lớn nha Đấy, ok luôn À, cũng là những cái thanh lá đồng nè à, những cái lá Đấy, nó không dùng cái ấy, nó, nó, bắt với nhau ha những cái lá liền với nhau nè rồi mỗi cái ổ thì nó cũng có đều có những cái cái cộng à, lò xo so này ha và xo so cái kẹp đó anh em kẹp nè kẹp bung kẹp tự bung nè cắm vô nè ra tháo ra nó bung ra ha. cắm vô nè bung nè tháo ra nè ha à, đó nè mà còn cắm vô thì nó sẽ bung ra tháo ra thì nó sẽ trở lên vị trí ban đầu nha rồi ổ này là bốn ổ 8.000 w giá có 90.000 thôi anh em 90.000, ngàn, 90.000 ngàn cho ổ này nha. Xài thì chúng ta lấy cái này ra ha, bấm dây điện vô. Ok ha. Đó, rồi, 90k. Kế tiếp nữa. Là gì? À đây phích cắm. Đây là có hai cái phích, một cái phích này là phích âm. Nha, cái này cũng chịu tải 8 000 quá luôn nè, phích nói âm. Bên 800 ha, siêu tải 8.000W. Linh kiện linh kiện đồng chịu nhựa chịu nhiệt cao. Rồi đó. Này là đồng giá hết nha, phích âm phích đầu là nó một cặp nữa nè có 30.000đ 30 cái thôi. ha, à, đây. Ngoan lại nè. Đó, phích cứng mà. chịu tải 8.000W. 30.000đ cái. Anh em muốn lấy âm như âm thì âm, gì? À, muốn gì à, muốn phích cắm phích cắm ha. Rồi, muốn à, ổ nè. Thì mình muốn, mình mua ổ. Ok ha. Rồi, giá 30 000 cái mà mấy anh. 30 000 cái thôi. Rồi, kế tiếp, cửa hàng vừa về thêm một cái. À, nên chờ chút kế tiếp đây là một cái uh, phích cắm có cái uh, đầu để gắn bóng đèn luôn hôm nay mình cầm bóng đèn lên cho anh em coi ha đó bóng đèn 50 w của Akota nè 5.500 lumen giá là 140 49 ngàn phích cắm này nó hay lắm nha anh em có thể xoay góc nè lại xoay hướng này hoặc là xoay hướng này ha, anh em tùy theo ổ điện của ta ha ví dụ ổ điện đây đi đây ổ điện này nè thì ta xoay ở đây cắm vô ha chúng ta có thể xoay qua hướng này cũng được đó công tắc on off nằm ở đây luôn ha on off nằm ở đây luôn mấy anh phích cắm này giá có 32 000 cái thôi rồi bỏ cái đèn vô nè nha bỏ cái đèn vô Đó. ok cắm vô ha bỏ bật đắt lên ngon lành cái đèn này nó sáng cực sáng luôn nha mấy anh hàng này là hàng của Agota bóng nè siêu sáng luôn năm à, w mà năm 500 năm trăm lumen đấy ok ha rồi mình có thể xoay cái này hướng anh em muốn tùy xoay ha xoay cái góc vậy thôi à góc có hai trăm bảy mươi độ thôi mấy anh em ha đơn giản vậy thôi công tắc nó phía sau. Đó, một cái phích cắm như này giá có 32 000 này da, yeah. giá rất là rẻ nha anh em. Cái đèn này thì nó 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 cái độ tỏa sáng nó sáng cực kỳ luôn mấy anh. Nha. 149 000 cho cái đèn này. Anh em muốn quát nhỏ có quá nhỏ 20, 30, 50 ha, có luôn nha. Rồi ok ha. Đó. Khô nếp giá chỉ có 132.000đ cái ổ gắm này thôi mấy nè. Quá rẻ. Rồi, kế tiếp nữa thôi mấy hàng đèn thì nó hết rồi nha thì giới thiệu anh em mấy cái đèn nội đầu Akuta cái này thì đèn này bán nhiều ha đèn này có trăm rưỡi thôi mấy anh à, trăm rưỡi thôi đó bật lên nè Đây rất sáng nha sáng mạnh nè à, sáng nè đây là, như là sáng yếu nè qua đèn chiếu nè giảm nè tắt nè cảm biến nè rồi bật cái cảm biến nè bên hông cái bên cảm biến nè gạt cái nè sáng tắt nè sáng tắt ha rồi mỗi một cái đèn á mỗi một cái đèn thì nó có hai chế độ nha chế độ sáng mạnh và chế độ sáng yếu đèn rồi đội đầu anh em nha nó có nguyên cái vàng cao su để chụp đây nè ở đầu ha nó rất là cứng cáp luôn có cái cao su rồi có dây tăng đưa giá có một trăm rưỡi thôi dùng cống sạc tay si nha dùng cống sạc tay si nó cho ông ta một cái dây sạc thôi anh em lấy một sạc điện thoại anh em sạc pin là pin lithium polymer 1800 mAh nha góc chiếu 230 độ đó thì uh, anh em nào sạc bằng điện thoại hoặc sạc bằng sạc dự phòng nha anh em đi trong rừng gì đó, đó thì mình lấy gì phòng sạc đi ô tô thì lấy một cái ô tô lấy trong cục sạc trong ô tô ha đó. thông thường cái sạc mà adapter của anh cái con sạc mà này thì nó chỉ có 5V thôi nha anh em anh em sạc cho 5V thôi đó rồi trăm rưỡi một cái rồi mới vừa về hai mấy cái lưỡi này anh em trời cái lưỡi này nó rẻ quá trời luôn sẵn đã giới thiệu anh em ha. Đây trong đây có hàng này mới nè đây. Năm lưỡi cưa sắt, năm lưỡi cưa sắt hàng của Tô Tò lưỡi cưa kiếm nha mấy anh. Anh em biết giá nhiều tiện lưỡi không? Có 18 000 cái thôi. Còn anh em mua năm lưỡi thì giá 88 000 88 000 cho năm lưỡi này ha. Còn bán lẻ ăn cái là 18 000 nha mấy anh, lưỡi cưa sắt. Đấy, dạng tất rưỡi nha. Giá 18 000 cái lưỡi cưa kiếm nha. Lưỡi cưa gỗ Tô Tò có hai cái phiên bản. Một cái phiên bản vàng tất rưỡi, phiên bản dài là 225 mm. Một tất rưỡi thì giá là 52 000 5 cái và 11 000 cái anh em ha. Anh em mua lẻ và lấy một cái ra, em bán 11 000 cái thôi cho tất rưỡi cắt gỗ nha. Đấy, còn ở đây là chiều dài là 255 mm, nguyên cái bộ này có 140 thôi. Mua lẻ anh em có có 28 000 cái thôi. Nha, siêu rẻ luôn. 28 000 lưỡi cưa. Cứ kiếm cắt gỗ ha. Đây cắt gỗ nè. Rồi hết rồi đó. Thì anh em đang có nhu cầu về dòng sản phẩm nào nãy mình giới thiệu cho anh em ha. Liên hệ số điện thoại dưới mua hàng, giá tại cửa hàng chưa bao ship. Anh em có thể ghé cửa hàng mua mấy hàng này đã có sẵn cửa hàng rồi nha. Một lần cảm ơn anh em á. xin chào hẹn gặp lại.